Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn máy hút chân không M16. Máy này được sản xuất ở Việt Nam. Mình sẽ giới thiệu sơ sơ lược về máy này cho các bạn xem. Đây là cần gạt. Khi các bạn sử dụng, các bạn sẽ gạt cần gạt ra để hút chân không. Còn không sử dụng thì các bạn gạt về hết cỡ, về hết mức. Còn đây là thanh nhiệt. Thanh nhiệt của máy. Máy này có thanh nhiệt là dài 40 cm và rộng 1 cm. Hầu như phần trên thì chỉ có hai phần như vậy thôi. Bắt đầu xuống phần dưới. Phần dưới này thì nó sẽ có một đồng hồ đo vôn của khi đo vôn điện của điện nguồn vô. Đây là công tắc nguồn. Đây là đèn. Khi các bạn bật nguồn là sẽ đèn sẽ sáng. Đây là công tắc chỉnh thời gian nhiệt nóng trong vòng bao nhiêu giây. Còn núm này sẽ các bạn khi các bạn sử dụng sẽ để nguyên ở mức thấp nhất cho mình. Bao giờ điện yếu hay điện yếu các bạn có thể tùy chỉnh lên mức 2, 3 hoặc 4. Điện yếu các bạn tùy chỉnh lên 2, 3 hoặc 4. Còn bên này nó sẽ có một bình chứa hơi nước. Khi các sản phẩm hút, trong sản phẩm hút có hơi nước, vậy nên nó sẽ hút xuống dưới đây. Đây là van xả nước. Khi nước được hút xuống đây, nó sẽ nằm hoàn toàn như này. Các bạn xài tới thời gian nào nhìn thấy nước nhiều quá, các bạn nên xả nước đi. Đây là một hồ thùng motor và điều áp của bộ hút chân không. Đây là chân đạp để ép thanh nhiệt. Đây, khi các bạn muốn xài, các bạn đạp xuống là sẽ ép thanh nhiệt xuống. Còn xài bằng thằng nhã ra. Các bạn xài thời gian lâu chân đạp sẽ bị lỏng, nên các bạn có thể tăng lên bằng dạng hai ngóc này để tăng lên. Hai ngóc này dặn xuống này tăng lên tùy theo mức độ của bạn chỉnh cao hay thấp hay vừa phải cho các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ test thử máy cho các bạn coi. Đầu tiên các bạn cắm điện, sau đó các bạn bật nút nguồn, chờ máy khởi động. Khi máy khởi động xong, các bạn đưa thanh này ra, bạn và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy này. Đầu tiên các bạn đặt thanh để chúng ta hút chân không. Bạn đưa bật bọc vào, đưa vừa tới cho tới cái thanh nhiệt. Sau đó các bạn đạp chân thanh đạp cho máy hút chân không. Máy hút khá nhanh. Sau khi các bạn thấy hút đã xong rồi, các bạn một tay giữ như vậy, một tay kéo thanh gạt, rồi các bạn đạp mạnh. Tầm 2 giây là xong được cái này. Đây là đơn hàng của máy. Rất là đẹp. Được không? Rất là cứng. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình.